One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới trên Amazon. Chất âm 2 chuẩn 2DS, nhịp bass sống động với màng loa kích thước 50mm, thích hợp để nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây dễ dàng thay thế. Đệm tai êm ái mang lại cảm giác đeo thoải mái, dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút khi các bạn bấm vào đường link bên dưới, giá chỉ còn 590.000. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ tối thứ năm, ngày 25 tháng 10. Trong video này, chúng ta sẽ cùng điểm qua các tin tức đã diễn ra tại chiến trường Ukraine trong hôm nay theo giờ địa phương. Trước tiên, chúng ta hãy đến với phía tây lãnh thổ Ukraine. Trong hôm qua, thì chúng ta đã nhận được một tin tức cho biết quân đội Nga đã thành công phá hủy một kho chứa đạn dược rất lớn. Ban đầu thì chúng ta không nhận được bất kỳ một video xác minh vị trí nào, nhưng ngay trước khi mình làm video này thì nó đã được đăng tải lên. Như các bạn có thể thấy, quy mô của vụ nổ này là rất khủng khiếp. Do đó, chúng ta không thể xác định được loại vũ khí nào có sức công phá lớn đến như vậy đã được quân đội Nga sử dụng trong đợt công kích vừa rồi. Sau đó thì kho chứa đạn dược này đã phát nổ một lần nữa. Vậy đây có thể nói là một tổn thất cực kỳ nặng nề đối với người Ukraine. Giờ thì hãy di chuyển đến Kherson. Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra con số tổn thất của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua tại mặt trận này là 110 binh lính, 3 xe bọc thép cùng một hệ thống pháo binh. Đây là một con số rất lớn và có thể nói là lớn nhất kể từ khi các đợt dội bom của Nga được triển khai để nhắm vào các khu định cư ở phía bên kia dòng sông. Trong những video trước thì chúng ta đã cùng thảo luận về việc quân đội Nga thiết lập được một vài vị trí phòng thủ tại Krimki. Tuy nhiên, quân Nga lại chỉ tiến hành các đợt pháo kích mà họ lại không phát động các đợt phản công trực diện. Theo những thông tin mà mình có thì lý do cho chuyện này chính là vì họ đang cần tập trung lực lượng và đến giờ thì đã sẵn sàng ép lui lực lượng Ukraine ra khỏi khu định cư này. Một video cho chúng ta thấy quân đội Nga đã dùng hai quả bom E-3B-500 công kích vào một vài vị trí tập trung của quân đội Ukraine tại hòn đảo ở phía bên này dòng sông. Tiếp nữa là một video cho ta thấy một chiếc máy bay không người lái của Nga khi nó đang di chuyển để bao quát tình hình thì đã phát hiện ra một chiếc thuyền với vài lính Ukraine đang điều khiển để đổ bộ vào hòn đảo. Sau đó thì chiếc máy bay không người lái này đã lao vào khiến cho toàn bộ các binh lính trên thiệt mạng. Vậy là quân đội Ukraine vẫn đang tiếp tục cố gắng đổ dồn quân binh của họ sang các hòn đảo nằm sát với Krimki. Mục đích chính của họ chắc chắn phải là tạo nên được một phòng tuyến vững chắc tại địa điểm này, trong khi các đơn vị trực tiếp bên trong khu định cư đang cố thủ nhằm câu giờ thêm. Một địa điểm khác mà chúng ta sẽ thảo luận là Pistevne và Pridiprovske. Dựa theo các video xác minh vị trí mà chúng ta có thì có vẻ như quân đội Ukraine cũng đã thiết lập được một địa điểm phòng thủ của họ ngay tại vị trí này. Video đầu tiên cho ta thấy máy bay không người lái của Nga thực hiện các đợt thả bom diện rộng lại càng củng cố cho điều trên. Video thứ hai thì cho ta thấy các đợt pháo kích của quân đội Ukraine rồi thẳng vào các vị trí của lực lượng Nga. Vậy từ hai video trên thì đây có vẻ chính là phạm vi mà hai phe đang tranh chấp. Mình nghĩ rằng sẽ không có bên nào muốn thực hiện các đợt công kích trực diện, vì đối với lực lượng quân binh mình đưa sang phía bên này dòng sông là chưa đủ. Còn đối với người Nga thì chắc chắn họ sẽ không muốn phung phí binh lính một cách vô ích. Vậy nên, những gì mà họ làm bây giờ đơn giản chỉ là tiếp tục thực hiện các đợt tấn công bằng máy bay không người lái cũng như pháo binh mà thôi. Một video khác ở bên kia dòng sông cho ta thấy một đợt công kích bằng tên lửa Iskander của quân đội Nga xảy ra chính xác ở ngay địa điểm này. Bạn có thể thấy nó nằm ở đằng sau các video vừa rồi. Vậy nên, đây chính là vị trí tập trung lực lượng của quân đội Ukraine. Tự trung lại thì không phải là nghiêm trọng, nhưng có vẻ như tình hình đang xấu dành cho quân đội Nga. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng có thể họ đang cố tình để cho quân Ukraine vượt qua dòng sông càng nhiều càng tốt, rồi sau đó mới tiến hành gom lưới để thu về cả một mẻ cá lớn. Đối với các khu định cư như là Vesele hay Kozhatske thì đến thời điểm hiện tại vẫn đang liên tục bị người Nga dội bom. Có hai lý do mà mình nghĩ ra vào thời điểm hiện tại. Một là để quân đội Nga ngăn chặn việc một mũi tấn công vượt sông nữa của quân Ukraine cũng sẽ được triển khai ngay ở thời điểm này. Hai là có thể thấy đây chính là vị trí mà lực lượng dự bị Ukraine đang tập trung để từ đó họ có thể đưa đến những mặt trận khác nhau như ở Krimki, Pistevne, Pridiprovske. Giờ thì ta sẽ đến với Zaporizhia. Tổn thất của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua là 85 binh lính, 11 xe bọc thép, bao gồm 4 xe tăng và 3 hệ thống pháo binh. Trong ngày hôm qua thì chúng ta đã thảo luận về việc lực lượng vũ trang Ukraine đã phát hiện thêm một đợt đẩy nữa về phía tây Robotyne với rất nhiều xe bọc thép, trong đó bao gồm cả những chiếc Stryker hay Bradley.
nhưng toàn bộ các đợt công kích này đã bị đẩy lùi. Quân đội Nga dưới sự giúp sức của máy bay không người lái đã thành công phá hủy không chỉ một vài mà là rất nhiều các đơn vị xe bọc thép của kẻ địch. Nếu như chúng ta quy đổi thiệt hại của cả hai phe trong đợt giao tranh vừa rồi sang tiền đô, thì có vẻ như người Nga đã mất khoảng 5.000 đô la Mỹ, vì hầu hết họ chỉ dùng đến máy bay không người lái. Còn đối với Ukraine thì con số chắc chắn sẽ rơi vào khoảng 100 triệu đô, vì những gì mà họ để mất là quá nhiều. Vậy như bạn có thể thấy, khoảng cách giữa hai con số này là quá lớn. Di chuyển đến Nam Donetsk, ta lại tiếp tục gần như không nhận được bất kỳ tin tức gì mới từ mặt trận này, nhất là ở Novomykhailivka. Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra con số tổn thất của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua là 165 binh lính. Dựa theo một vài nguồn tin mà chúng ta có, thì có vẻ như quân đội Nga nhờ kết quả của các đợt công kích đã thành công chiếm được hàng cây ở ngay bên cạnh hồ chứa nước tại phía bắc Priune. Một video cho ta thấy các đợt pháo kích của người Nga nhằm vào những hệ thống xe pháo binh hay xe tăng đang được lực lượng Ukraine cố gắng giấu dưới hàng cây để tiến hành bắn phá. Đến với mặt trận quan trọng nhất trong thời gian qua là Avdiivka. Chiến dịch thòng lọng tại khu định cư này vẫn đang được quân đội Nga tiếp tục thực hiện. Trong ngày hôm qua thì chúng ta đã cùng thảo luận về việc bãi đổ rác này đã chính thức thuộc về tay người Nga một lần nữa. Hãy cùng xem lại video cho ta thấy máy bay không người lái của Ukraine đang cố gắng lao vào để phá hủy cây cờ Liên bang Nga được cắm trên nóc ngọn đồi này. Sau đó thì quân đội Ukraine có đính chính rằng hiện tại trận địa này đang là vùng xám. Nhưng đến hôm nay thì chúng ta đã nhận được một vài bức ảnh từ các nguồn tin Nga cho thấy họ lại cắm xuống một cây cờ mới. Nhưng trong video thì bạn có thể thấy cây cờ của đế quốc Nga được cắm dưới cây cờ của lữ đoàn số 114. Tuy nhiên, ở những bức ảnh này thì hai cây cờ đã đổi chỗ cho nhau. Mình hiểu mục đích của người Nga khi mà họ làm như vậy là vì họ biết nếu như vị trí của hai cây cờ này mà giữ nguyên thì quân đội Ukraine sẽ nói rằng đây là các bức hình cũ. Thông điệp mà Nga muốn nhắn gửi vào lúc này là họ hoàn toàn chiếm được ngọn đồi này. Vậy nên bất chấp cho việc lực lượng Ukraine có phá hủy bao nhiêu cây cờ của họ đi chăng nữa thì họ sẽ lại cắm lên những lá cờ mới. Tất nhiên, quyền kiểm soát của người Nga sẽ không tuyệt đối đến mức mà họ có thể thoải mái, ví dụ như là tổ chức luôn tiệc thịt nướng ở trận địa này. Nhưng mình nghĩ rằng ít nhất là đang có các binh lính Nga được ẩn nấp tại đây để giữ vững tình hình. Chúng ta còn nhận được một thông tin cho biết quân đội Nga trong hôm qua đã phát động một đợt tấn công từ Vodiane dọc theo tuyến đường nhắm tới Pervomaiske và họ đã thành công mở rộng vùng kiểm soát. Tuy nhiên, ta chưa có bất kỳ một video xác minh vị trí nào. Trung tâm Avdiivka thì vẫn đang tiếp tục bị dội hỏa lực. Một vài kênh thông tin đã cập nhật rằng trong hôm qua, người Nga đã thành công xuyên qua tuyến đường dày ở khu vực phía Bắc để chuẩn bị cho những đợt đẩy sắp tới nhắm vào Stepove và Berdychi. Nhưng cũng như ở Pervomaiske thì đó chỉ là các tin tức trên mặt chữ. Di chuyển đến Bakhmut, Bộ Quốc phòng Nga đưa ra con số tổn thất của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua tại mặt trận Donetsk là 500 binh lính, 6 xe bọc thép, gồm 1 xe tăng và 2 hệ thống pháo binh. Đây là một con số lớn và nó tương đương với những thương vong mà lực lượng Ukraine phải chịu trong chiến dịch tấn công vào Bakhmut được phụ trách bởi lực lượng Wagner. Ở Klitschivka thì ta nhận được một vài video cho thấy các đợt công kích bằng máy bay không người lái của Nga thành công gây thiệt hại lớn lên rất nhiều vị trí của kẻ địch. Các đợt trinh sát của người Nga nhắm tới Kromove cũng đã giúp họ mở rộng được phạm vi kiểm soát lên thêm một vài tòa nhà. Mình nghĩ rằng quân đội Ukraine hiện tại đã không còn có thể giữ vững được khu vực nằm giữa Bodianivka và Kromove nữa. Vậy nên, khả năng cao là sớm thôi thì một cuộc tấn công nữa của Nga sẽ được phát động dọc theo tuyến đường dày tại đây để họ có thể chiếm lại một vài chiến hào và các hệ thống công sự. Đến với một trong những khu định cư mà mình nghĩ là thú vị nhất trong ngày hôm nay chính là Spene. Quân đội Nga trong ngày hôm qua đã thực hiện một đợt công kích rất lớn nhắm vào khu định cư này với rất nhiều xe bọc thép và xe tăng. Khu vực này đã liên tục bị pháo binh Nga dội hỏa lực vào trong suốt thời gian qua. Trước đó thì khu định cư nhỏ này đã từng nằm trong tay người Nga trong chiến dịch tấn công vào Lysychan. Nhưng sau đó, nhờ việc tích trữ được cơ số binh lực để tiến hành phản công thì quân đội Ukraine đã giành được Spene cùng với Bilohorivka ở phía Bắc. Dựa theo video thì chúng ta thấy ít nhất là xe tăng Nga đã tiến được tới vị trí này để thực hiện các đợt bắn phá. Nếu chúng ta tăng số ngày lên để hiểu rõ hơn bức tranh toàn cảnh thì ta có thể đưa ra ba khu vực chính mà hiện tại quân đội Nga đang cố gắng dọn dẹp để chuẩn bị cho các đợt đẩy trực diện. Đầu tiên chính là khu vực rìa phía đông bắc. Thứ hai là phạm vi nằm ở hàng cây phía tây nam. Và cuối cùng chính là phần đuôi của khu định cư. Và có vẻ như đây chính là nơi mà quân Ukraine tích trữ các kho đạn dược.
Dựa vào ba khu vực này thì mình nghĩ rằng trong thời gian tới, quân đội Nga sẽ tiến công từ hai hướng chính. Một là từ phía Nam và hai là hướng mà họ vẫn đang tiến hành dội hỏa lực hàng ngày là phía Tây. Cứ với tình hình này thì sớm thôi, Spierne sẽ thuộc về tay của người Nga và nó sẽ là một bàn đạp cho họ để nhắm tới những khu định cư khác, ví dụ như là Ivano-Darivka, hay tấn công vào tuyến đường dây ở phía bên dưới từ hướng Bắc. Lúc đó thì lực lượng từ hai mũi tiến công sẽ hợp thành một. Vậy nên hãy cùng chờ đợi các tin tức mới vì mình tin rằng một điều gì đó rất lớn đang đến. Di chuyển đến tiền tuyến Kupian, Liman, ta không nhận được bất kỳ một video xác minh vị trí nào mới tại hai mặt trận này. Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra con số tổn thất của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua tại Liman chỉ là 30 binh lính cùng với 5 xe bọc thép. Còn đối với Kupian là 145 binh lính, 4 xe bọc thép cùng 2 hệ thống pháo binh. Chúng ta đều biết rằng các đợt tấn công vào Sinkivka, Ivanivka và Kislivka hiện vẫn đang được người Nga triển khai, nhưng sẽ rất khó để nắm bắt tình hình nếu như ta không có được các thông tin xác minh vị trí. Quân đội Nga hiện đang gặt hái được thành công trên hầu hết mọi mặt trận. Theo một thông tin mà ta nhận được liên quan đến báo cáo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, con số tổn thất liên quan đến máy bay chiến đấu của quân đội Ukraine được ông đưa ra là 24 chiếc trong 5 ngày qua. Đúng, bạn không hề nghe nhầm, 24 chiếc máy bay chiến đấu chỉ trong vòng 5 ngày là một con số quá lớn. Ông có đề cập rằng phần lớn những thành công mà quân đội Nga đạt được là nhờ vào loại vũ khí mới mà họ đưa ra chiến trường. Theo như bản báo cáo thì trong ngày hôm nay, người Ukraine lại để mất thêm 2 chiếc máy bay tiêm kích MiG-29 và 1 chiếc Su-25. Hôm qua thì là 2 chiếc MiG-29. Hôm kia còn cao hơn với 3 chiếc MiG-29 nữa và 1 chiếc Su-25. Ngày 21 tiếp tục là 2 chiếc MiG-29 và đỉnh điểm là ngày 20 với 7 chiếc nữa bị phá hủy. Hầu hết chiến công này đều thuộc về loại tên lửa mới mà quân đội Nga vừa đưa vào sử dụng và chúng ta đã cùng thảo luận về nó trong những video trước. Đó chính là tên lửa R-37M với tầm hoạt động lên tới 400 km. Thậm chí, còn có một vài nguồn tin cho ta biết việc người Nga đã nâng cấp nó lên và hiện tầm bắn của nó còn xa hơn, đạt mức 600 km. Hãy cùng tính toán một chút. Nếu như loại tên lửa này được phóng ở bán đảo Crimea thì với khoảng cách 400 km sẽ là như thế này. Còn nếu như nó được phóng ở phía Bắc thì là đây. Vậy nên có thể kết luận, bất kỳ một vật thể bay nào xuất hiện bên dưới đường kẻ ngang qua Cherkasy này của mình đều sẽ bị bắn hạ bởi tên lửa R-37M nếu như chúng được phóng từ bán đảo Crimea. Còn nếu như phóng từ phía Bắc thì toàn bộ phần lãnh thổ Ukraine nằm bên phải đường kẻ thứ hai này cũng sẽ không thoát khỏi tầm ngắm. Tức là khu vực duy nhất mà quân đội Ukraine vào thời điểm hiện tại có thể triển khai các đơn vị máy bay tiêm kích của họ một cách an toàn chỉ còn là phần phía Tây này. Nhưng vấn đề chính là khu vực này lại nằm quá xa so với tiền tuyến. Do đó, những loại tên lửa mà hiện tại người Ukraine đang sở hữu sẽ không thể giúp họ. Tên lửa Storm Shadow, khoảng cách là quá lớn. Thế còn tên lửa đạn đạo ATACMS, đây là loại tên lửa được phóng từ bệ phóng chứ không phải là được mang theo bởi máy bay tiêm kích. Vậy nên cũng là không thể. Đấy là chưa kể quân đội Nga còn báo cáo rằng trong 24 giờ qua họ đã phá hủy thành công thêm 2 hệ thống tên lửa ATACMS nữa. Tổng kết lại, hiện tại không phận Ukraine đang hoàn toàn bị kiểm soát bởi người Nga. Quân đội Ukraine hiện giờ chẳng có bất kỳ một vũ khí nào để có thể tháo gỡ tình hình hiện tại. Hệ thống phòng không của họ cũng không đủ mạnh, mà những đơn vị máy bay chiến đấu của họ thì cũng đang mất dần theo từng ngày. Vậy nên mình nghĩ rằng sớm thôi ta sẽ nhận được các video cho thấy không quân Nga lượn trên bầu trời Ukraine với bom dẫn đường. Và đến lúc đó thì cuộc chiến này chấm dứt với phần thua thuộc về Kiev. Ta còn nhận được một tin tức khác cho rằng trong hôm qua quân đội Nga đã thực hiện một đợt thử nghiệm bom hạt nhân. Và như bạn có thể thấy trong video này, cuộc diễn tập này đã diễn ra một cách rất trơn tru. Không chỉ dừng lại ở đó, mà một video nữa ở vùng biển phía Bắc cho ta thấy tàu ngầm Nga đã thử phóng một quả tên lửa từ dưới nước. Từ hai video này, ta có thể kết luận rằng người Nga đã và đang kết thúc trận chiến này, cũng như họ đang gửi cảnh báo đến các nước phương Tây rằng họ sẵn sàng dùng đến cả những vũ khí dưới sức công phá khủng khiếp hơn. Vậy nên, không một bên nào được quyền can thiệp vào xung đột này giữa hai nước. Và đó là tất cả thông tin trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.